những kỷ niệm đã từng trải qua. Một sân bóng đất đẹp và thi đấu trên sân 8 người. Ngày hôm nay thì FC đội 1 họ mang trang phục màu xanh đậm hơn, màu xanh có chấm vàng. Ra sân cho đội hình ngày hôm nay: Văn Lượng, thủ thành Đao số 1, Trần Dân số 2, Mạnh Hoàng số 11, Lê Hào số 20, Lê Hiếu số 18, Trần Duy số 27, Hoàng Đạt số 21, Trần Tám Đao số 16 và Nguyễn Duy số 8. Còn với các thủ đội 3, đội bóng mang trang phục màu xanh nhạt, họ ra sân với thủ thành Văn Dân Đao số 1, Quyết Tâm số 3, Văn Quân Đao số 6, Văn Thuyết số 33, Hồng Huy Đao số 7, Huy Hùng số 15, Thế Minh Đao số 14 và Hoàng Lợi Đao số 2. Đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng. Cơ hội đầu tiên đã là một tình huống kê chân. Một trận đấu chung kết và chắc chắn là không có chỗ cho những sự khoan nhượng. Hai trọng tài điều khiển chính trận đấu là trọng tài Hiệp Đào Hoa và trọng tài Quý Soccer. Hy vọng là các quý vị khán giả ở ngoài sân của ấp đồn sẽ cùng chia sẻ. Và đây sẽ là một kỷ niệm để vài năm nữa, 10 năm nữa chúng ta vẫn có thể khoe con cháu mình, bạn bè mình. Còn với các cầu thủ trên sân thì họ có thể về nhà và để vợ con mình chiêm ngưỡng những bậc anh tài, những người đàn ông góp đồn trên sân sẽ thể hiện như thế nào. Khá nguy hiểm. Tình huống bấm bóng đến từ cầu thủ đeo số 14, Thế Minh, Minh Zidane. Một trong những trung vệ dày dặn kinh nghiệm đến từ các cầu thủ đội 3. Zidane thì đá tiền vệ trung tâm, nhưng Minh Zidane thì đá trung vệ. Cầu thủ ít tóc nhất trên sân. Pha đánh đầu, phá bóng an toàn. Hiện tại bên ngoài sân thì có cả vợ và con gái của Minh Zidane cũng đang cổ vũ cho người đàn ông trong gia đình. Đánh đâu, không được. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của tổ trọng tài huyện Yên Phong thì các cầu thủ đội 3 đã dồn lên tấn công. Sân 8 người. Một diện tích sân rất rộng. Thời tiết thì đang rất oi bức, gần như là không có một cơn gió nào ở trên trời cả. Một trận chung kết và chắc chắn là sẽ không có chỗ cho những sự khoan nhượng. Và hy vọng là bên ngoài sân các vị khán giả, những người hỗ trợ ban chức sẽ cử người nhặt bóng để cho đội bóng một tình huống đẩy sau. Người phạm lỗi là cầu thủ đeo số 21 Hoàng Đạt. Huy Hùng là người bị phạm lỗi. Đứng trước quả phạt vẫn là chuyên gia đá phạt Minh Zidane. Vẫn là một tình huống bấm bóng hơi mạnh của Minh Zidane. Ở giải bóng đá tứ hùng tranh chức vô địch của ấp đồn. Một
giải đấu được duy trì thường niên và có tuổi đời hơn 10 năm rồi. Một trận chung kết và không những chỉ là mang tính chất thắng thua, nó có sẽ còn là một sự duy trì một lối chơi và một lời khẳng định bóng đá Ấp Đồn vẫn đang tồn tại và phát triển. Mỗi nơi, mỗi mảnh đất thì có nền bóng đá khác nhau, có nơi mạnh, nơi yếu, nhưng quan trọng là tình yêu, đam mê với môn thể thao vua thì không bao giờ dập tắt ở mọi mảnh đất của Việt Nam. Các cầu thủ trên sân có thể không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp, không phải là cầu thủ bán chuyền, họ vẫn còn phải lo cơm áo gạo tiền trong từng trận đấu, sau từng trận đấu, sau từng mùa giải. Nhưng mỗi khi có giải bóng đá như thế này thì gần như cả làng Ấp Đồn nghỉ làm để thi đấu bóng đá. Phản công dành cho các đội ba. Người đang thi đấu cao nhất trên hàng công của đội ba thì đang là Hồng Huy. Hồng Huy đá tiền vệ trung tâm, hộ công cho cầu thủ đá số 3 Văn Tâm. Đội ba thì vẫn đang cho thấy sự chủ động trong cách chơi. Một tình huống đá biên, phản ứng bóng rất an toàn. Suýt chút nữa thì bàn thắng đã đến. Một cơ hội rất nguy hiểm mà đội ba tạo ra. Cắt bóng tốt. Đội ba vẫn đang có những tình huống hãm thành và tạo ra sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Lượng. Để chuẩn bị cho trận chung kết này thì rất nguy hiểm. Thủ thành Văn Lượng đã chuẩn bị rất kỹ càng tất cả những gì để giúp cho một thủ môn có thể tồn tại ở sân đất đẹp. Từ giày, tất dài, tay, găng tay, áo chống nắng. Tình yêu bóng đá của dân Ấp Đồn thể hiện ở những người dân đang cổ vũ bên ngoài sân. Để cổ vũ cho thủ thành Văn Lượng thì cả mẹ vợ và mẹ đẻ của Văn Lượng cũng xuất hiện trên sân ngày hôm nay. Vẫn là các đội 1. Tình huống phạm lỗi từ phía sau. Một lối chơi dân dã đang được các thủ đội 3 và đội 1 thể hiện. Và bóng đá nông thôn là như vậy. Nếu như các quý khán giả muốn xem đá bóng hay thì có lẽ các bạn cần phải bật ca cộng lên và chọn những kênh ngoại hạng Anh hoặc là Tây Ban Nha La Liga. Ngày hôm nay thì không biết Văn Lượng sẽ thi đấu như thế nào. Theo được thông tin đến từ quý vị khán giả ngoài sân thì mẹ đẻ của Văn Lượng ở đội 1, còn mẹ vợ thì đội 3. Rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì bàn thắng đã đến và một cầu thủ đội 1 đang bị đau. Người đang nằm sân đó là Văn Hào. Lê Hào đang bị đau ở trên sân. Nhưng tinh thần của một trận chung kết thì sẽ không cho những chiến binh được phép gục ngã. Và chắc chắn là Lê Hào sẽ đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Một trận chiến để khẳng định chính mình. Khẳng định cho những người phụ nữ của Ấp Đồn biết là những đấng nang nhi của Ấp Đồn thi đấu như thế nào ở trên sân. Tình huống chạm bóng trong vô thức đến từ Minh Di Đàn, tiếp tục làm pha bóng phạt góc. Một tình huống cắt bóng rất tốt.
Thành Văn Lượng. Bắt bóng tốt đến từ Văn Lượng. Đây là tiếng ném bóng phản công. Tốc độ của trận đấu đẩy lên cao ngay từ đầu. Một trận đấu mang tính chất bản lề và chức vô địch, chiếc cúp chỉ dành cho đội bóng biết cố gắng đến giây phút cuối cùng. Trong môn thể thao vua thì không phải đội bóng mạnh là giành chiến thắng, và không phải cứ đội bóng nào tấn công nhiều là sẽ thắng. Pha phá bóng của Lê Hào. Tình huống đá phạt. Hiệp Đào Hoa cho rằng một cầu thủ của đội 3 đã phạm lỗi. Thời tiết vẫn đang rất oi bức. Không được. Và chạm bóng vừa rồi đến từ cầu thủ Văn Tâm, người đang thiếu tiền đạo cho đội 3. Và phát bóng không chuẩn xác đến từ Văn Lượng. Với những giải đấu như thế này thì có thể kích thích rất nhiều đến tinh thần các cầu thủ trẻ của Ấp Đồn. Ngày hôm qua thì một số cầu thủ trẻ của Ấp Đồn U18 đã tham dự trận giao hữu với các thủ U18 Victory tại Tiên Du trên sân bóng Hải Nam, Chi Long, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh. Trong trận đấu đó thì các thủ U18 Đông Tiến đã để thua. Không có gì khó khăn với thủ thành Văn Dân cả. Một quyết định dứt điểm từ xa rất táo bạo. Quyết định dứt điểm đến từ cầu thủ đeo số 15, đó là Lê Hiếu. Hy vọng là các vị khán giả sẽ cùng hỗ trợ ban chức nhặt bóng. Vâng, hai đội sẽ bố trí một vài khán giả để nhặt bóng cho ban tổ chức ạ. Để trận đấu không phải gián đoạn thì cần có thêm những sự hỗ trợ ở bên ngoài sân của công tác hỗ trợ giải đấu. Trận chung kết sẽ phải kém đi hấp dẫn khi mà các thời gian sẽ bị vỡ vụn bởi những thời gian bóng chết như thế này. Một trận đấu đang hay, đang cống hiến. Đây là một trận đấu của sân 8 người. Tỷ số của trận chung kết vẫn đang là không đều. Đội 3 nhập cuộc tự tin hơn. Văn Tâm. Văn Tâm không thể vượt qua được Lê Hảo. Một tình huống qua người không thành công. Chuẩn bị cho trận chung kết ngày nay thì Lê Hảo vừa sắm cho mình một đôi giày trị giá 8 triệu. Đôi giày mà trung vệ Cannavaro đã đi ở mùa giải 2006. Hám bóng rất hay. Đá phạt dành cho cao thủ bên phía đội 3. Hoàng Lợi là người bị phạm lỗi.
Lại là pha cắt bóng của Lê Hào. Trưởng ban tổ chức của giải đấu này có lẽ là anh Hương Hữu, một trong những hãng thể thao số 1 của khu vực Ấp Đồn. Anh cũng chính là nhà tài trợ chính cho trận chung kết cũng là buổi live stream trong buổi chiều ngày hôm nay để giữ lại các kỷ niệm. Và giật con rất hay, không được. Văn Tâm đã không thể tung ra một pha dứt điểm thành công. Như vậy là các đội một có sự thay đổi người. Trần Hoàng được tung vào sân, Trần Tâm được cho ra nghỉ. Hoa nô và cứu thua ấn tượng đến từ thủ thành Văn Dân. Phản ấm bóng an toàn, một tình huống treo bóng rất nguy hiểm, và những khán giả của đội 3 có lẽ đã nín thở ở thứ vừa rồi. Trong trận chung kết ngày hôm nay thì có hai trọng tài, vì vậy chúng ta rất yên tâm về chất lượng trọng tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Tổ trọng tài Duy Tiên Phong đang ngày một khẳng định mình với sự chuyên nghiệp trong từng trận đấu mà họ điều khiển. Trưởng ban trọng tài Duy Tiên Phong là anh Tô Minh Hằng, người Thôn Tiền, cùng quê với trọng tài Hiệp Đào Hoa, người đang bắt vào hành lang cánh trái. Đối diện là trọng tài Quý Soccer, một thầy giáo dạy cấp 3, cũng là giám đốc trung tâm bóng đá Quý Score. Văn Tâm rất nhanh, đặc biệt là những pha xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Sân 8 người nhưng mà trước quyết định luật đá biên đánh đâu. Không có bàn thắng dành cho các thủ đội một. Một tình huống bóng lộn xộn và sóng gió đã trôi qua. Liên tiếp là những series đòn của các đội một. Họ đã thi đấu như là một chiếc lò xo từ đầu trận đến giờ, nhường toàn bộ thế trận trên sân cho các đội ba. Nhưng bất ngờ tăng tốc và suýt chút nữa thì họ đã có bàn thắng. Và sau pha cứu thua vừa rồi thì thủ thành Văn Dân đang bị đau. Thật sự là một tình huống sóng gió. Quá nhiều các cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng thì không đến. Văn Dân đang bị đau. Nếu như Văn Dân không thể tiếp tục thiếu được thì đây sẽ là một mất mát rất lớn. Ngoài sân thì cũng đang là một trọng tài của Yến Phong nữa, trọng tài Tờ Hìn. Cơ ơi! Vẫn không có bàn thắng cho đội 1. Phản công rất dứt khoát, rất an toàn. Đó là điều cần thiết của Nguyễn Duy. Sau khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp 1 trận chung kết, đội 1 để cho đội 3 dồn ép thì họ đã có những câu trả lời sắt đáng.
và họ đang chứng tỏ vì sao đội 1 xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Lại là pha cứu thua tốt đến từ Văn Lượng. Cầu thủ đang thiếu ấn tượng nhất bên phía các đội 1. Nếu như ngày hôm nay Văn Lượng giúp cho đội 1 lên ngôi vô địch thì khả năng anh sẽ khoảng mất 1 tháng không sang nhà mẹ vợ ăn cỗ. Vẫn là pha bắt bóng an toàn của thủ thành Văn Dân. Cho dù Văn Lượng đang phải có một tâm lý chia đôi con đường nhưng anh vẫn đang rất ổn định. Đội 1 đang thiếu khởi sắc hơn, rất hay. Pha dứt điểm không thành công đến từ Nguyễn Duy. Gió đang đổi chiều, cũng giống như là cái cách mà đội 1 đang thi đấu vậy. Một sự bất ngờ khi mà đội 3 đang để mất đi thế trận trên sân. Như vậy là trọng tài Tờ Hin đã bắt thay cho trọng tài Hiệp Đào Hoa cho trận chung kết ngày hôm nay. Ném bóng rất mạnh đến từ Văn Lượng. Đứng trước quả đá phạt tiếp tục là Minh Zidane, 42 tuổi. Và máy vẫn chạy tốt. Một trong những huyền thoại sống của bóng đá Úc Đồn. Anh vẫn đang thi đấu trung vệ cho đội bóng đội 3. Pha chạm bóng của Minh Zidane rất kinh nghiệm. Một trận đấu rất nhiệt. Bóng đã chạm tay. Trọng tài Tờ Hin đã xác định chính xác. Thì chắc lại là tổ trọng tài Nguyễn Tiến Phong đang ngày một chuyên nghiệp hóa chính đội ngũ của mình. Và thậm chí là trọng tài Nguyễn Phong còn đang sở hữu một đội bóng bất bại trong trận giao hữu gần nhất. Sát lại nào. Sát bóng lên nào. Kìa.
Có lẽ đây là một hiệp đấu để tôn vinh hai thủ môn Văn Dân và Văn Lượng. Bóng lại chạm tay. Người đang thi đấu cao nhất trên hàng công của đội 1 là Lê Hiếu. Bóng đang được dồn khá nhiều cho Lê Hiếu. Rất tốt. Bóng đã chạm tay. Rất may là tình huống bóng chạm tay ở ngoài vòng cấm. Một tình huống đá phạt dành cho đội 3. Một tình huống cố định. Minh Zidane. Tình huống đá phạt đã mất đi sự đột biến. Đó là sự kinh nghiệm. Một tình huống kinh nghiệm đến từ Hồng Huy. Đá phạt. Hồng Huy là người bị phạm lỗi. Chuyên gia đá phạt Minh Zidane. Rất có thể sẽ là một tiếng sút thẳng của Minh Zidane. Không vào. Một tình huống chuyền bóng rất bất ngờ đến từ Minh Zidane. Rất may cho đội 1 là bóng đã không đi vào lưới. Phá bóng an toàn. Một trận chung kết rất đáng xem ngày hôm nay. Đấm bóng tốt đến từ Văn Lượng nhưng đã lòng tiếng đẩy người. Minh Zidane năm nay 42 tuổi. Anh vẫn đang cho thấy cho dù tóc hơi bạc nhưng củ sạc vẫn rất ok. Nhìn chung hiệp 1 là một hiệp đấu mà đội 1 cũng đã thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực. Nhưng đội 3 đá hay hơn. Rất quyết tâm. Cơ hội. Phạt chậm. Văn Lượng đã chạm tay vào bóng. Ngày hôm nay nếu như Văn Lượng để thua, anh chỉ buồn với đội 1 nhưng lại vui với đội 3. Người ta bảo giàu vì bạn nhưng sang vì vợ. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng rồi. 1 phút bù giờ thôi.
Trọng tài Terin xác định chỉ có 1 phút bù giờ cho hiệp 1 trận chung kết. Kinh nghiệm đến từ Minh Chí Đàn, đá biên cho đội 3. Đánh đau, rất đáng tiếc dành cho đội 3. Khi mà Văn Lượng đã dâng cao, nhưng bàn thắng thì không đến. Người đánh đầu ở tình huống cuối cùng vừa rồi là Huy Hùng, cầu thủ sinh năm 1983, 38 mùa hoa gạo rồi. Người được mệnh danh là ông vua chân đất của ấp Đồn. Đá phạt, Hoàng Lợi bị phạm lỗi, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận chung kết ngày hôm nay. 100 triệu đồng sẽ được tài trợ và ban tổ chức. Vâng, theo thông tin bình luận viên vừa nhận được, đội 3 vẫn còn một trong những siêu tiền đạo của ấp Đồn, Bình Chẻo. Và không biết là anh có vào sân hay không. Đề nghị anh khởi động, đó là yêu cầu của những khán giả yêu mến siêu tiền đạo này. Hiệp 1 trận chung kết tạm thời kết thúc với số 0 đều. Một trận đấu cống hiến, hấp dẫn đến những thời khắc cuối cùng. Không quan trọng là đá hay hay đá như thế nào, mà quan trọng là các thủ trên sân đều đang thi đấu cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo, đội bóng mình, nơi mình sinh ra. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love.
make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Bên phía đội 3 trong hiệp 2 trận chung kết đã có sự thay đổi người khi mà Trần Bảo được vào sân để thay thế cho Trần Thuyết số 33, 3 × 3 = 9, và bây giờ vào sân là Trần Bảo đá số 9 luôn. Còn bên phía đội 1 cũng thay đổi người, Tiến Thao được tung vào sân, cầu thủ ra số 4. Trần Duy số 27 được cho ra nghỉ. Hiệp 1 là hiệp đấu mà hai thủ môn đã thể hiện bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó là siêu trung vệ, tóc có bạc nhưng củ sạc vẫn ok, Minh Di Đàn. Văn Lượng là thủ thành đã chứng tỏ được bản thân của mình nhiều nhất ở trong hiệp 1. Và có lẽ là danh hiệu găng tay vàng sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Văn Dân và Văn Lượng. Những tình huống cứu thua ấn tượng đến từ Văn Lượng. Hey.
Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Penalty. Penalty dành cho các cầu thủ bên phía đội 3. Vâng, rõ ràng là một tình huống bóng chạm tay và penalty rồi. Không có gì phải bàn cãi ở tình huống này. Quay lại rồi, chạm tay rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội 1, chưa đội 3. Người ghi bàn thắng là Hoàng Lợi. Các khán giả của đội 3 đang san tô ăn mừng. Với Ấp Đồn thì mỗi ngày mùng 2 tháng 9 là một ngày Tết thật sự gọn. Cả làng sẽ ăn liên hoan. Văn Lượng đã xuất sắc trong toàn bộ hiệp 1. Nhưng ở tình huống penalty vừa rồi, anh không thể cứu thua được. Và có lẽ là khán giả trên sân hãy cho hai bóng một tràng pháo tay để họ sẽ cùng cống hiến với hiệp 2 rực lửa. Bàn thắng đến từ một tình huống cố định và bàn thắng đến từ một sai lầm hàng phòng ngự của đội 1. Trọng tài Tờ Hìn đã nhắc nhở cầu thủ được mệnh danh là châu đất có đồn, cầu thủ đeo số 7 bên phía đội 3, Huy Hồng Huy. Văn Dân đã xuất sắc rồi, bóng đi ra ngoài. Tình huống dứt điểm không thành công đến từ Mạnh Hoàng. Một trận chung kết quá nóng, nóng cả mặt thời tiết và nóng cả trong sân. Lại là pha phạm lỗi đến từ Hồng Huy. Các khán giả ngoài sân để đặt biệt hiệu cho Hồng Huy là Huy Châu. Rất khỏe. Một chiếc thẻ vàng được dành tặng cho thủ thành Văn Dân. Có lẽ Văn Dân đã có một hành động đẩy người. Mọi quyết định trên sân của trọng tài đều đúng. Và mọi quyết định, mọi tình huống trên sân thì đã có trọng tài. Pha đấm bóng rất an toàn của Văn Dân. Cơ hội phản công. Quá xuất sắc đến từ Văn Lượng. Văn Lượng đã cứu thua. Bên ngoài sân thì cô Thỏa Lập đang có những lời động viên, cho dù rất nhỏ thôi nhưng có lẽ cô đang ở đội 3. Thủ thành Văn Lượng tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình ở một tình đối mặt, một tiếng cứu thua không khác gì mà bàn thắng cả. Cơ hội rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội 1. Pha dứt điểm ra ngoài đến từ Hoàng Đặng. Các cầu thủ đội 3 đang tổ chức chủ động phòng ngự. Sau khi nhận bàn thua thì đội 1 đã trả lời tấn công. Tình huống đẩy sau. Người phạm lỗi là Trần Bảo, cầu thủ của Sơn Thanh người.
Đây là một tình huống cố định. Cần phải dứt khoát hơn. Cần phải dứt khoát hơn ở những tình huống xử lý bóng như vừa rồi. Huy Hùng là người đã xuất hiện trượt rất may cho đội 1. Không thể làm khó được Văn Dân ở những tình huống như vừa rồi. Có lẽ là thủ thành Văn Dân đang mượn áo thủ môn của Minh Chi Đan. Anh đang mặc áo số 79. Thời gian vẫn còn rất nhiều và đội 1 hoàn toàn có thể tự tin với bàn thắng sang bằng cách biệt của mình. Bởi những cơ hội mà họ tạo ra vẫn là rất nhiều. Điều quan trọng là họ cần phải bình tĩnh hơn và hạn chế sai lầm về mặt cá nhân. Đánh đâu, không có bàn thắng. Pha xoay người dứt điểm rất đẳng cấp đến từ Trần Bảo. Đó không phải là Trần Bảo mà đó là Văn Tâm. Pha xoay người đánh đầu rất hay của Văn Tâm. Một tình huống phạm lỗi rồi. Chia thẻ vàng được đưa ra rất nhanh đến từ trọng tài Quý Soccer. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Không vào. Liên tiếp là những cơ hội tạo ra bởi các thủ đội 3. Thủ thành Văn Lượng vẫn xuất sắc. Đúng là một trận chung kết thật sự là quá công hiến. BV Hùng xin dành tặng 200.000 đồng cho đội bóng vô địch sau trận chung kết ngày hôm nay, để giúp cho các cầu thủ chúng ta cùng nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Tình huống đẩy người, thẻ vàng dành cho Minh Di Đan. Kinh nghiệm không thể vượt qua con mắt của trọng tài Quý Soccer. Đúng rồi,
Một cơ hội cố định. Hoan hô bàn dân. Tình huống cứu thua ấn tượng đến từ bàn dân. Vẫn chưa biết trận chung kết này như thế nào cả. Cơ hội cho đội 1. Lại một tình huống đẩy người. Người phạm lỗi không ai khác chính là Văn Bảo, Trần Bảo. Rất hồi hộp. Vâng, anh chị Hùng Nghiệp vừa ủng hộ đội 3 500.000 đồng, rất nguy hiểm. Một tình huống chuyền bóng đánh đầu không ai kèm, nhưng bóng đi vào xà ngang. Pha dứt điểm đến từ cầu thủ áo số 21 bên phía đội 1, Hoàng Đạt. Bóng vẫn trong sân và lại một tiếng phạt góc cho đội 3. Như vậy là sẽ thay đổi người ở đội 1. Cầu thủ đào số 18 Lê Hiếu được cho ra nghỉ. Quyết định dứt điểm không có gì bất ngờ đến từ Hoàng Lộc. Anh Công tài trợ cho đội 3 300.000 đồng. Chủ vật tư cơ khí chiến dầu ủng hộ cho đội 3 300.000 đồng. Còn bên Vinh Hùng thì khác, bên Vinh Hùng sẽ dành ngày công bình luận của mình 200.000 đồng cho đội thắng trong trận chung kết ngày hôm nay. Bóng đã đi hết từ biên dọc. Bóng
Tiếp tục là một tiếng đá biên. Khán giả đã đến với trận chung kết ngày hôm nay ngày một đông hơn. Bây giờ thì thời tiết mới mát mẻ đi. Tuy nhiên thì trời vẫn rất oi. Tình huống treo bóng khá nguy hiểm. Đây là Văn Lượng. Đá phạt cho đội 1. Hoan hô Văn Dân. Một tình huống bắt bóng rất gọn của Văn Dân. Một tình huống bắt bóng rất gọn ở một phạm vi thật sự là khó lường. Văn Dân vẫn làm chủ được tình hình. Đội 1 đang dồn ép. Và phá bóng đến từ Minh Zidane. Một trung vệ vẫn đang cho thấy một sự bền bỉ. Cho dù năm nay anh đã 42 tuổi. Người vào sân là Văn Hà. Một tình huống đánh gót khá bất ngờ. Ta phản công cho đội 1. Minh Zidane là người vẫn tiếp tục cho thế sổ ổn định. Nếu có sự xuất sắc đến từ Minh Zidane thì hàng phòng ngự của đội 3 luôn được đặt tình huống báo động. Cho dù là bóng bổng hay bóng sệt. Vẫn là đội 3. Hoàng Lợi không thể vượt qua được trung vệ bên phía đội 1. Cơ hội phản công. Cắt bóng tốt. Rất quyết tâm. Một trận đấu mà thủ thành
Văn Lượng rất xuất sắc. Nhưng có lẽ sai lầm. Sai lầm ở một tình huống cố định thôi. Đã làm cho mọi thứ sụp đổ. Một ngày Tết mùng 2 tháng 9 của cả nước, và là một ngày Tết thật sự của ấp Đồn. Cả làng xem liên hoan và thi đấu miệt mài cho những trận đấu cuối cùng như thế này. Rất tốt, rất quyết tâm. Cả ngang không kịp lao vào. Và nếu như vừa rồi Huy Hùng có thể lao vào để dứt điểm sớm hơn thì bàn thắng đã đến rồi. Một tình huống cố định đá biên dành cho đội 3. Một trận đấu phải làm việc rất vất vả đến từ trọng tài Tờ Hin và trọng tài Quý Soccer. Thời tiết rất oi bức. Đội 3 cũng không hoàn toàn chủ động phòng ngự mà họ vẫn tấn công. Có lẽ họ hiểu là một bàn thắng không phải là một khoảng cách an toàn. Lại là một tình huống căng ngang rất nguy hiểm nữa. Thành công. Tiếp tục thay người bên phía đội 1. Như vậy là ngôi sao được mong chờ nhất Hoàng Đạt đến phía đội 1 được cho ra nghỉ. Lại một cầu thủ đội 3 đang bị đau. Thank you.
tình huống cố gắng phá bóng đến từ Văn Quân. Và dứt điểm không thành công đến từ Lê Hiếu. Đội Bà đang dẫn trước 1-0. Bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền. Người ghi bàn thắng duy nhất ở hiện tại chính là Hoàng Lợi. Những thời khắc cuối cùng rồi. Pha phối hợp rất bất ngờ của đội một nhưng bàn thắng thì không đến. Hot girl Lê Hoàng Yến, cổ động viên trung thành của đội một thì đang rất buồn. Không thể thành công được. Hoan hô Văn Dân, hoan hô thủ thành Văn Dân, quá tuyệt vời. Một pha cứu thua tuyệt vời ở những giây cuối cùng này. Rất đẳng cấp. Vẫn là pha cứu thua của Văn Lượng. Ba phút bù giờ cho trận chung kết. Phạm lỗi từ phía sau, đá phạt cho đội Ba. Bên ngoài sân thì khán giả đang hô rất to, huy máy cày không lên. Một chiếc thẻ vàng nữa. Một tình huống đá phạt cố định. Hoàng Lợi đang đứng trước quả đá phạt này. Những người dứt điểm rất có thể sẽ là Minh Sĩ Đàn. Đó là một pha phối hợp không thành công và chuyền bóng dành cho Huy Hùng.
là một trận chung kết bây giờ hoặc không bao giờ. Thời gian chỉ còn được tính bằng giây. Những khán giả đội ba đã vỗ tay ăn mừng rồi. Có lẽ khán giả sẽ phải tiếp tục con tràng pháo tay dành cho hai đội bóng ở trên sân. Văn Lượng vẫn xuất sắc, nhưng một tình huống penalty thì anh không làm gì được hơn. Và như vậy là trọng tài Quý Soccer đã quyết định tham khảo công nghệ hỗ trợ trọng tài bên ngoài sân. Bây giờ mà mất điện thì mới vui này. Rất hồi hộp. Mày hiểu rồi, ông ơi, nó có công nghệ ba đây rồi, không phải chạy trọng tài nó các xem. Rõ ràng là một tình huống không phải penalty. Không cần có penalty, rất đáng tiếc dành cho đội 1. Các bạn có thể xem lại tình huống quay chạm vừa rồi trên trang fanpage của Bình Luận Viên Anh Hùng. Và các khán giả ở bên khán đài đối diện thì có thể tưởng là vào tay, nhưng khán giả ở bên này thì thậm chí là lắc đầu rồi. Của giải bóng đá Hà Nội đã kết thúc. Đội ba đã lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn kịch tính và bất ngờ. Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về đội ba. Một trận chung kết quá xứng đáng. Chúng tôi đã quay chậm chỉ khoảng 5% thôi.